Mỗi lần về quê thì cảm giác cái không gian và cảm giác cái mùi ở quê nó rất là riêng. Ví dụ như kiểu tiếng con ếch hay con gì ở đồng kêu, hay là mùi mùa hè, hay mùi gió nồm, hay là mùi nhà tắm các thứ, thì em nghĩ ở quê nó rất là riêng, nó khác biệt hoàn toàn so với nơi khác. Và đồng thời mình cảm nhận được cái tình cảm của ba mẹ và các ông bà hay là hàng xóm dành cho mình, và em cảm thấy rất thoải mái khi được về nhà. Kính thưa quý vị, là tôi đang có mặt tại xã An Quý, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình, và chính xác là tôi đứng ngay trước cổng nhà tiền vệ Tuấn Anh, cầu thủ tài hoa và đen đủ và bậc nhất của bóng đá Việt Nam. Bây giờ thì Minh Hải xin được mời các bạn vào thăm ngôi nhà của Tuấn Anh. Chào chú, chú khỏe không chú? Chú khỏe. Phải thú thật với quý vị và các bạn là đây có lẽ là căn nhà đẹp nhất của nhà cầu thủ mà chúng tôi đã từng đến thăm. Nó là một cảm giác rất là thư thái, rất là xanh. Cảm giác là một bầu không khí rất nhiều vitamin ạ. Thì chú xây dựng mấy năm với xong thì dần dần mỗi năm nó không có nhiều tiền, mỗi năm hoàn thiện một chút, phải đến gần chục năm mới hoàn thành đến công trình như thế này. Vâng. Cả tường bao, cả sân, cổng rộng. Cái đầu tiên là đập ngay vào mắt bọn cháu là chính là cái ao. Trước cái ao thì chú nghĩ tưởng là thả cá về, sau này có về nghỉ hưu thì có chỗ mà câu vui giải trí, bạn bè anh em mà rủ nhau nhậu thì xuống câu nó vui giải trí thôi. Và ở đây còn có rất là nhiều những cây xanh nữa. Cây xanh này thì chú không sưu tầm, đây là cô sưu tầm. Cô yêu cây cảnh, yêu hoa và cây cảnh ở cô ấy. Chứ còn chú thì gần như là cái công việc nó cuốn hút, bởi vì cô ấy về hưu sớm. Cái đây khoảng độ 60 năm cô đã về rồi, nên là tất cả những cái cây cảnh rồi tất cả những cái trang trí hoa rộng như đều bàn tay cô ấy. Từ trước thì nhà chỉ là nhà mái bằng, thì có bố mẹ, có bà, có các anh chị, như thế cũng nó không phải quá to nhưng mà đông người rất là vui. Và mặc dù cả mỗi người một công việc, như bố mẹ đi làm hay anh chị đi học, hay là em cũng đi học tiểu học các thứ, nhưng mà mỗi tối về thì mọi người quây quần bên nhau thì em thấy rất vui. Mỗi năm em về thì là mỗi năm thay đổi, tại vì mẹ em thích thay đổi. Ở đây có lẽ là chúng ta sẽ ấn tượng cực mạnh bởi cái sân này. Cái sân này là cái sân rất là rộng. Nhà chú được cái không gian rộng vì cái toàn bộ khung nhà chú nó khoảng độ tính ra đi xào vác bộ là 360 m² thì là 3 xào. Thì cái sân này nó to từ lâu lắm rồi mà chú đã lát cảnh từ lâu lắm rồi. Thì trước còn nhỏ là Tuấn Anh với bạn bè là thường lúc mà nó rảnh rỗi nó hay ra cái sân này. Vâng. Nó chơi bóng ở cái tuổi nhỏ mà chơi cái sân như này thì nó cũng là được rồi. Đủ rộng rồi đấy. Đủ rộng. Không gian gắn liền tuổi thơ của em và cái sân nhà em. Tại vì cái đấy là nơi em cùng các anh và bố đá bóng đấy, và chơi cầu lông các thứ đấy, đá cầu đấy. Cháu đang tưởng tượng một cái cảnh mà chú ngồi ở bên cạnh và Tuấn Anh cầm quả bóng chơi ở trên cái sân này. Cái ấn tượng nhất của chú là có một cái thời mà chú nghe cái ông phó chủ tịch ở cái xã này này. Vâng. Tức là ông ấy đến là cái ông ở gần cái sân bãi đấy, ông ấy hỏi cái việc gì đấy nhưng mà không gặp ông ấy. Thế là ông ngồi đợi lũ trẻ mà đá bóng ở cái sân quần này này, sân bãi cái thôn đấy. Thế sau khi xem xong ông ấy bảo này, cái thằng kia sau này nó sẵn tài, xem bóng đá xem không biết chán. Thế thì mình cứ đùa, anh bảo ui giời cái bóng đá tôi cũng chả đi, bởi vì là tôi đi làm suốt ngày, bởi vì là thỉnh thoảng về xem bóng đá. Nhưng mà ông bảo không, tôi xem, bởi vì tôi chờ ông ấy lâu quá, tôi cứ ngồi tôi xem cái bọn trẻ nó quần bóng ở trên sân. Vâng. Thế tôi bảo nó năng khiếu thì bé, tức là cái ông chả biết bóng đá là cái gì cả. Vâng. Thế còn chú thì chú phát hiện ra tài năng của Tuấn Anh vào thời điểm nào và nó thể hiện trong những cái kỹ năng gì ạ? Chú phát hiện ra cái thời điểm là cháu được vào cái đội tuyển của cụm mà đi Nhật thi đấu huyện đấy. Vâng. Thế là chú ngoài cái giờ thời gian nào là cứ nhớ cái lịch đấy là về lai con đến sân tập, bởi vì là không lai cháu đến sân tập là cũng phiền, bởi vì trẻ con nó vậy, sau này nó rất là khó tính. Thế là lan sân tập thì nhìn cái kỹ năng của nó trong cái lứa mà con tập đấy thì chắc là nó cũng hơn nhất. Và sau này thì cái anh huấn luyện ở chỗ đây anh bảo đúng như vậy, bởi vì sau này nó ông bảo tất cả những đứa tập đều có nghĩa là nó hơn nhất.
sau này thì nhiễm lại thì đi đến huyện đá thì đúng là cái bàn thắng mà nó ghi cho cụm, rồi sau này bàn thắng ghi cho huyện, rồi đối với giải tỉnh đấy thì cũng là nhất. Rồi cái đá trận chung kết ở giải Nhi đồng Thái Bình đấy thì nguyên cái trận đấy là Tuấn Anh ghi được 11 bàn, rồi đá với Vũ Thư, tức là hai huyện để tranh nhất nhì thì Quỳnh Phụ là giải nhất. Và Tuấn Anh ghi tận 11 bàn. Không biết là chi tiết này với các bạn thì có mới hay không, nhưng mà với Minh Hải thì hoàn toàn là mới. Vì một cầu thủ mà ghi đến tận 11 bàn thì là quá là kinh khủng. Người mà được xác lập kỷ lục cũ mà Minh Hải được biết đấy là Trần Minh Vương ghi 9 bàn trong một trận đấu. Nhưng là Tuấn Anh đã ghi đến tận 11 bàn. Nếu mà trong quan sát cái giải mà đi đấu như đồng toàn tỉnh đấy thì chú đã phát hiện là cái lăng khiếu của cháu rồi. Hồi Minh Vương cũng ở cái nữa đấy. Vâng. Minh Vương hồi đấy cũng đá đấy. Sau cái giải đấy thì Tuấn Anh Minh Vương được cái trưởng năng khiếu Thái Bình nhà nhặt vào cái đội bóng đá của Nhi đồng Thái Bình trong đào tạo ở trên trưởng năng khiếu Thái Bình. Như sau này Tuấn Anh, bởi vì là cứ thứ bảy là cô chú là nên đón cháu về, thì nhìn cái ăn ở rồi thì sinh hoạt của cái trưởng năng khiếu Thái Bình nó thiếu thốn mọi vật. Yeah. Các cháu chứ, bởi vì nằm dần tầng ăn uống thì hồi đấy nó ăn gà công nghiệp rồi thì những đứa nó về nó nở nét già nó ngứa, bởi vì những đứa nước nôi ở đấy đấy. Thế về sau chú ý, bà nói cô phải thôi xin nó về phải đi học, sau này đi cán bộ. Thế là sau khi xin thì hỏi thầy Dũng là cái huấn luyện cho các cháu đấy. Thế bộ này cái đứa riêng đứa Thái Bình thì có mỗi Tuấn Anh nó đá bóng đầu đấy, nhưng mà chú cô mà xin về thì cháu tiếc lắm, bởi vì Thái Bình mà đào tạo sau này có chuyển nhận hay bán cho đâu vừa thì chắc mong trong nó thôi cái gì. Nhưng mà thôi bây giờ một là cái thể hình em nó nhỏ, hai là thôi cô chú đang làm cán bộ thì thôi nhà trường cũng nhất trí à. Này, cho cháu về sau này nó theo nghiệp cán bộ, thế là chú mới xin cho nó về đây chứ. Em không suy nghĩ nhiều tới việc mình trở thành cầu thủ chuyên nghiệp ngay cả khi vào đây. Em chỉ nghĩ mình thỏa đam mê của mình và mình cứ chăm chỉ. Còn việc trở thành cầu thủ lúc đấy với em thì em còn không đặt mục tiêu đấy. Em chỉ biết là em nên chăm chỉ với công việc, với việc tập luyện của mình ngoài sân. Bất cứ một cầu thủ nào cũng luôn luôn được sinh ra trong một gia đình đầu tiên là phải đam mê bóng đá đó. Thì chú với thể thao như thế nào? Trước chú đam mê thể thao. Riêng thể thao ở cái... Bằng lứa tuổi chú thì ở cái thôn này là chú đá bóng giỏi nhất. Cái lứa tuổi chú. Sau này lên đại học Y Hà Nội đấy là chú ở cái đội bóng của lớp. Cũng là thủ môn. Rồi thì cái lăng khiếu như chú bóng bàn cũng được, cầu lông cũng được. Tất nhiên là ở trong mức độ thì không đỉnh cao như chúng nó. Nhưng cũng có lăng khiếu thì cái hồn bé rồi. Chú quay hướng cho Tuấn Anh những cái kỹ năng quan trọng để có thể trở thành một cầu thủ không ạ? Có chứ, cái hồi đá bóng hồi nhỏ đây này. Vâng. Bởi vì chú thấy kỹ năng của Tuấn Anh đánh đầu cực kém luôn, bởi vì là đánh đầu là nó hay hụt, tức là cái độ cao của bóng nó nhảy lên, nhiều khi anh phán đoán cái điểm nó rơi đâu ấy. Nhiều khi có thể là sớm hoặc là có thể muộn, cho nên là nhiều khi cứ tập hai cái quan của tôi bây giờ bố sút làm sao vừa chuẩn cho con đánh đầu sao thật là lực mạnh vào đây là mới được. Thế sau này kỹ năng nó cũng được, thứ hai là tâm bóng. Tâm bóng cái đồ của Tuấn Anh tâm bóng kém lắm. Trong cái lứa mà đi tâm bóng mà chú đưa đi thi ở Pleiku đấy, là Tuấn Anh tâm nhiều khi có một đợt đi tâm khoảng độ được mười mấy quả thôi. Còn sau này đúng là về nhà nó tâm vào tâm bóng tại nhà tắm, nó cũng rơi. Cái khuôn viên nhà tắm bé này kia. Tầng chán thì rồi lại thôi. Hay là do áp lực tâm lý? Không phải, có lẽ là xuất phát nào nó là khổ luyện thôi. Tất nhiên là có gen một phần, nhưng mà riêng Tuấn Anh chắc khổ luyện nhiều. Chứ ở nhà tân bóng nó kém. Chú ngày xưa chú tân bóng được bao nhiêu quả? Chú tân bóng thì ít thôi, mà chú đá cầu rồi. Cái đá cầu chân như này hồi trước là đã được lâu lắm. Đá có thể khi mỏi chân thì thôi không đá nữa thôi. Như vậy là chúng ta có rất nhiều chi tiết mới. Tuấn Anh ghi 11 bàn thắng trong một trận đấu. Và tân bóng thì rất là kém. Nó khác hẳn với những cái suy nghĩ của chúng ta. Bởi vì là trong mắt người hâm mộ Việt Nam, giới chuyên môn thì luôn luôn coi Tuấn Anh là một cầu thủ mà khéo là bẩm sinh rồi. Tất cả những cái gì liên quan đến tố chất kỹ thuật là bạn ấy là sinh ra đã có rồi. Nhưng mà ngày hôm nay thì chú Dung, bố của Tuấn Anh đã nói với chúng ta là Tuấn Anh do khổ luyện mà thành, chứ không đơn giản chỉ là được sinh ra đã có tất cả những kỹ năng đó. Hồi bé thì em cũng chả kỹ năng gì đâu. Kiểu em cứ bố hay là các anh của em dẫn bóng thì em cứ đuổi theo thôi. Thì em cảm thấy vui khi được chơi bóng cùng mọi người. Và đến bây giờ thì em vẫn nhớ. Bây giờ thì chúng ta hãy cùng với chú Dung vào khám phá cái không gian của Tuấn Anh. Ngoài cái không gian là cái sân này rồi, thì chúng ta sẽ vào xem Tuấn Anh còn có những cái kỷ vật gì mà em còn giữ lại từ thời còn nhỏ. Trước tiên là cái ảnh là cũng có fan đây.
hội cổ động viên ở Hà Nội nó tặng cái này. Còn đây là cái đấy là cái giải U19 Hassanan Bukia ở Brunei. Đây, cái giải này là cái học viện Aspai của Qatar. Qatar hồi đấy nó mời Công Phượng với Tuấn Anh có hai cầu thủ của Hoàng Gia Lai thôi. Đi sang cái giải đấy hợp với cùng với đội Ai Cập đá với cái giải gì đấy, cái giải học viện này. Thì cái đội giành được cái huy chương bạc Tuấn Anh cái này. Còn cái này là đúng Brunei, cái này hình như là U19 Brunei này. Còn đây là cái giải đấu mà chúng ta giành huy chương bạc. Còn đây là cái huy chương vàng của giải U21 báo thanh niên và tổ chức tại Cần Thơ. Còn đây là giải U19 Đông Nam Á huy chương bạc đá Indonesia. Rất tuyệt vời là ở đây chúng ta còn thấy kỷ vật nữa mà chắc là chúng ta cũng ít khi được gặp. Cái này là cũng của fan nào của fan tặng. Đây có một cái rất là hay các bạn ạ, ở trên tấm ảnh này có chữ Be Strong, Never Give Up, tức là hãy luôn luôn mạnh mẽ và không bao giờ bỏ cuộc. Đây là những cái con chữ rất là ngắn thôi nhưng mà nó chứa đựng rất là nhiều những cái điều mà các cổ động viên của chúng ta mong mỏi cho Tuấn Anh. Vì tất cả mọi người đều hiểu một điều là Tuấn Anh chỉ cần mạnh khỏe thôi thì đẳng cấp sẽ trở lại và thành tích sẽ đến. Đấy là điều chắc chắn. Một cái tấm ảnh mà Tuấn Anh cười rất là tươi. Hồi Tuấn Anh bị thương sau cái trận Hải Phòng này và sang Hàn Quốc chữa trị đấy. Thì cái ngày sinh nhật của Tuấn Anh, fan cổ động viên của cầu huyện này đấy, người ta toàn quốc đấy gấp những cánh hạc để gửi về đây. Hiện tại thì Tuấn Anh và thôi bố cứ lưu giữ ở đây thôi, không cần mang đến câu lạc bộ. Chúng ta đến với căn nhà của Tuấn Anh, chúng ta không có thấy có rất là nhiều những cái thành tích. Ví dụ như là vòng chung kết U23 châu Á, ví dụ như là vô địch AFF Cup hay là ASEAN hoặc là Asian Cup. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy có một cái mà tôi nghĩ là nó là hiện thân cho tình yêu của người hâm mộ Việt Nam dành cho Tuấn Anh. Đây là nó thể hiện ở một cái bình rất to với những con hạc giấy. Và mỗi một con hạc giấy này, mỗi một ngôi sao này, nó là một cái lời chúc cho Tuấn Anh luôn luôn khỏe mạnh. Cháu nghĩ là đây nó là một cái tấm huy chương quan trọng nhất, quý giá nhất. Bởi vì nó là cái huy chương được kết bởi cái tình yêu, sự hâm mộ của cổ động viên cả nước dành cho Tuấn Anh. Đây là hội đồng cổ động viên cả nước đây. Đấy là điều rất là tuyệt vời. Chúng ta còn thấy ở đây còn có rất là nhiều những cái điều tuyệt vời nữa. Là một cái hình ảnh Tuấn Anh được minh họa từ sau lưng với một chiếc áo số 8 đã trở thành thương hiệu rồi. Đấy, rất là đẹp, rất là tuyệt vời. Nhưng có một cái mà Minh Hải rất là thích ở trong cái khu này, đấy là có một lá cờ Tổ quốc. Đấy, lá cờ Tổ quốc để ở rất là trang trọng ở đây. Và ở trên là có một cái ảnh chân dung của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cái lá cờ Tổ quốc này là chú hồi đi mua mà cổ động viên cái giải U19 đá ở Mỹ Đình. Và chú mang về để ở đây, rất là tuyệt vời. Ở đây thì còn rất là nhiều những cái kỷ vật nữa của Tuấn Anh. Đến đây thì Minh Hải cảm thấy có một chút gì đấy, cảm thấy rất là tiếc nuối cho Tuấn Anh. Nếu như chấn thương không đến với Tuấn Anh thì chắc chắn là khu này là cái khu mà tôi tin chắc là sẽ không có đủ không gian để treo những cái tấm huy chương. Chú có cảm thấy chạnh lòng không khi mà những anh em đồng đội của Tuấn Anh đã có rất là nhiều những cái thành tích trong khi Tuấn Anh nhà mình thì lại đang điều trị chấn thương? Chú thì chú không chạnh lòng bởi vì cũng mừng cho bóng đá Việt Nam vì trước đây là mình ở cái vùng trũng. Thế cái năm vừa rồi là cái năm 2018 là năm thành công nhất thì Tuấn Anh chấn thương, nhưng mà trong cái thành tích của đội tuyển đấy thì cũng thương còn, bởi chấn thương kéo dài nhiều quá. Suốt một cái năm mà những cái giải đấu mà Việt Nam tham gia nhiều và có thành tích thì mình lại bị chấn thương nhiều quá, cho nên là nhiều khi cũng thương còn thật. Chứ còn cũng mừng cho bóng đá Việt Nam chứ không chạnh lòng gì. Chúng ta đương nhiên là chúng ta sẽ vui cho bóng đá Việt Nam. Nhưng chắc chắn là mình sẽ rất buồn bởi vì cầu thủ nhà mình, con mình, em mình cũng là một người rất là tài hoa, kỹ thuật rất cao. Nhưng mà cuối cùng thì cái vận đen nó lại đeo bám. Chúng ta sẽ còn một cái không gian nữa của Tuấn Anh. Đây, giờ là chúng ta sẽ đi vào một cái không gian nữa của Tuấn Anh. Không gian này có thể gọi là một cái không gian từ hồi bé đây đúng không chú? Đúng rồi, đây là cái cũng lớn rồi. Vâng. Đây là cái giải cầu thủ xuất sắc nhất đây phải? Đúng rồi. Giải U21 ban nhiên tại Cần Thơ. Còn đây là cái cầu thủ và xuất sắc nhất trận đấu. Đúng rồi ạ. Vâng, báo Cần Thơ. Chính xác.
còn đây là cái cầu thủ xuất sắc nhất câu lạc bộ. Đúng rồi. Hoàng Anh Gia Lai năm 2015. Mỗi một câu lạc bộ họ sẽ chọn ra một cầu thủ. Tuấn Anh của chúng ta là người mà được chọn của đội Hoàng Anh Gia Lai. Còn đây là cái top 10 cầu thủ bóng đá Việt Nam được yêu thích nhất 2015 do báo Công an Thành phố Hồ Chí Minh bình chọn. Yeah. Cái hồi đấy thì Công Phượng giải nhất, Tuấn Anh giải nhì. Yeah. Sân Trường giải ba thì ba cầu thủ đấy thì đại diện ba bố mẹ là cũng vào Thành phố Hồ Chí Minh để nhận cái giải này. Tôi thì đặc biệt là thích những cái ảnh. Đây. Giải bóng đá nhi đồng toàn quốc năm 2006. Đúng rồi. Tuấn Anh của chúng ta đây. Tổ chức tại Khánh Hòa, Nha Trang. Vâng, lúc đấy là cao 1m32, nặng có 28 cân. 28 cân. Bé quá chứ nhỉ? Cúp Milo 2006. Sau cái giải này là vào Hoàng Gia Lai đây đúng không chú? Đúng rồi, sau đấy là vào. Đây là thẻ SEA Games tại Kuala Lumpur năm 2017. Đội của chúng ta tham dự dưới triều đại của huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng. Đây thực ra là tấm ảnh mà tôi cực kỳ thích. Cũng là phạt đồng bộ tặng gì? Đội. Đây là từ thời đồ đá U19 nữa. Đúng rồi, U19. U19. Đây là chúng ta thi đấu ở vòng loại U19 năm 2013 tại Malaysia. Đây, một con rồng. Con rồng này là từ đâu đấy hả chú? Rồng của Tuấn Anh mua nước ngoài về chắc là kỷ niệm trong những ngày thi đấu ở đây. Không biết là có cái giấc mơ hóa rồng gì hôm nay. Ở đây lại còn có thêm một chú nữa đây. Hai con. Đây, con này là con Phượng ạ. Đấy, chúng ta có rồng và Phượng nhá. Hy vọng đây là Công Phượng, còn đây là Tuấn Anh. Ở đây chúng ta còn có thêm rất nhiều những cái chứng nhận Nguyễn Tuấn Anh đỗ vào Học viện Hoàng Anh Gia Lai gì. Có hai chữ ký. Một chữ ký của giám đốc toàn cầu của Arsenal GMG và chủ tịch câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai Đoàn Nguyên Đức. Đặc biệt là đây có rất là nhiều những tấm ảnh. Xin phép chú là cháu lấy tấm ảnh này ra. Đây. Cái này để các bạn nhìn cận cảnh nhá, không biết các bạn nhận ra đâu là Tuấn Anh không? Đây Tuấn Anh thời bé đây. Đây Tuấn Anh đây, đây. Đây nữa. Vâng, đúng rồi. Đây nữa. Ừ. Đấy. Đúng rồi. Các bạn cứ thoải mái ngắm Tuấn Anh của chúng ta đi. Những bức ảnh này đúng là những bức ảnh lần đầu tiên mà chúng ta được nhìn thấy đấy. À đây là trận đấu U23 Việt Nam gặp Osaka. Tuấn Anh có nhiều ấy, nó vứt được câu lạc bộ nhiều. Vâng. Không mang vào thôi còn mang đi. Tất cả mọi thứ ở đây, cái này chắc là của fan tặng rồi đúng không ạ? Vâng. Fan tặng là để hết ở đây. Đấy, bây giờ thì chúng ta sẽ ra cái phòng khách để xem một trong những cái tấm ảnh cực kỳ đẹp của Tuấn Anh. Một tấm ảnh mà tôi rất là thích. Tranh này là cũng của fan, fan club đúng không ạ? Vâng. Fan này là fan của huyện này tặng đi, Thái Bình đấy. Fan đây là fan club của Tuấn Anh. Vâng. Đấy. Đây cũng chính là cái giải mà chúng ta đá ở Yanma Cup. Đây là Tuấn Anh, đây là Công Phượng. Rất là đẹp. Về nhà anh uống thì thoải mái hơn. Về nhà thì thực ra mẹ em nấu gì thì em ăn ấy, chứ em cũng không đòi hỏi gì. Tuấn Anh thì nó ăn nhiều nhưng mà về nhà thì thích nhất mẹ chỉ kho món gà kho. Yeah. Nhà mình không thấy ai thích ăn gà kho bởi vì ăn gà luộc nó ngọt. Yeah. Mà riêng Tuấn Anh thì cứ mỗi lần về ví dụ như giết gà là cũng phải kho cho một ít chút. Vâng. Ví dụ như một đĩa rành riêng thích ăn gà kho hơn là gà luộc. Vì sao lại chỉ thích ăn gà kho ở nhà trong khi cái món đấy có thể ăn ở những nơi khác? Không, nhưng mà nơi khác kho chắc là không như được ở nhà. Ở nhà mẹ chứ kho nó khéo hơn, kho gừng cái thứ là nó ăn nó quen mùi vị rồi. Thực ra em không tìm được mấy món đấy tại vì mẹ em nấu hay chế. Thế nơi khác không có. Có thể nấu lung tung beng vào nhau cả. Nơi khác không có nấu kiểu vậy. Nếu mà mẹ mà nghe được cái câu vừa rồi của tôi đây thì mẹ sẽ nghĩ như thế nào? Thì em cũng nói thẳng với mẹ thế. Thì mẹ cũng chả ý kiến gì. Mẹ còn không thèm nghe em. Em không có món thích nhất. Mẹ em nấu món gì thì em cũng thích. Hay là do là những cái khẩu vị mà từ thời còn nhỏ đã được ăn với bố mẹ. Mỗi một lần ăn món đấy nó không chỉ đơn giản là một món ăn mà còn đánh thức rất là nhiều những cái ký ức của mình. Có lẽ vậy. Có lẽ vậy. Mẹ nói là cái người phụ nữ nấu ăn tuyệt vời. Em thích nhất là được ngủ ở nhà. Từ 2 năm nay là về ngủ bên bố mẹ vì nó bao giờ về là cũng ngủ với mẹ. Vâng. Chứ không ngủ riêng. Vâng. Nó đi xa thì bé ít ngủ với con. Nên là về đây nhiều khi đây cái giấc rộng làm giấc rộng là vì thế đấy. Vâng. Có ba người làm.
em chỉ thích ngủ cả ngày, rồi tối anh uống với mẹ xong hết một ngày. Đấy, thời gian thoải mái nhất của em. Vẫn còn cảm giác đúng như cái hồi trước, tức là tình cảm như cái lúc mình mới sinh ra nó. Nhiều người nghĩ em hiền nhưng mà không phải. Em cũng chả nhớ, nhưng mà em nghịch nhiều, nhưng mà nghịch ngầm. Thế rất khó phát hiện. Kỷ niệm của em đáng nhớ nhất mà em nhớ lâu nhất liên quan đến mẹ là gì? Mẹ đánh em. Vì? Vì không uống thuốc. Thuốc gì? Thuốc cảm. Vì sao em lại không uống? Vì nó đắng. Mẹ kéo buộc em vào gốc khỏe, rồi cầm lo đánh, rồi em chạy. Em cũng hiểu là mình nên bị như vậy. Tại em khá nghịch. Thế còn một kỷ niệm đáng nhớ nhất liên quan đến bố? Cũng là kỷ niệm, nhưng mà bố mắng em thôi. Khi anh nói chuyện với bố, anh thấy bố rất là yêu Tuấn Anh và gần như là không bao giờ dùng một cái lời gì đấy để thể hiện là sự không hài lòng với em. Dạ, thì bố rất ít mắng em, nhưng thế em mắng em thì em nhớ. Nhớ tới bây giờ. Giờ đấy cũng xuất phát từ em thôi. Thực ra thì em còn nhỏ mà kiểu khi đang ngồi ăn cơm thì em ngồi anh quá gần, và lúc đấy thì em cứ cúi gằm mặt xuống ăn cơm. Thì bố có mắng em và dạy em lại cái tư thế ngồi. Thì từ đấy giờ thì em cũng biết như thế nào là tôn trọng người khác và ngồi như thế nào là đúng. Vì chúng nó đi sớm quá, bóng đá ví dụ mấy tuổi đã phải học trường chuyên, đã xa nhà rồi. Sau đó đi vào Gia Lai cứ viết vậy, mỗi năm về được vài ngày. Cho nên cái tình cảm mà ngủ hơn bố mẹ lại thiếu thốn, kể cả những cái tâm sự như nhiều khi đêm hôm ăn cơm nhà này, ăn cơm muộn kia, thường 7 giờ ăn cơm. Ăn cơm xong mà ngồi nhâm nhá là 8 giờ tối thu dọn các thứ, xem tivi một tí, bắt đầu lên giường tâm sự thì cũng hỏi han tình đá bóng nổi, còn cứ bình thường. Nó được kín lắm, bởi vì chỉ có mình gợi chuyện thì con nó mới kể. Còn bố nó kể về tình hình, con đau ở đâu, hay là con đá như thế nào, hay là con được cái thành tích gì thì không bao giờ nó kể. Ngay cái hồi mà nó được chọn đi dự cái trại hè gì mà châu Phi ở Mali đấy, vâng. Nó với Công Phượng được đi. Thế là cũng đúng lúc hôm ấy là cũng rất là may, làm sao cô chú lại vào thành phố Hồ Chí Minh chơi. Thế là đọc báo thấy con đang ở khách sạn này, mới điện cho nó, bảo con đang ở khách sạn, bảo thế đợi bố đang ở thành phố Hồ Chí Minh. Thế vào chơi con một tí thì thầy bảo là 2 tiếng nữa là em đưa cho 2 cháu bay. Thế là ngồi ăn cơm nhau đấy, thế thôi. Nhưng không bao giờ bố là không điện về bố mẹ là thôi, học viện nó chuộn lên là chẳng nó tâm sự với cái gì. Chỉ có đọc báo. Vâng. Một là chỉ có đọc báo, xong mình đọc báo có những cái tin gì xong mới rồi mình mới gợi hỏi nó thì nó trả lời, chứ bố nó về nó kể tự nhiên nó kể là khó. Vì sao như thế? Không hiểu sao nó kín. Tuấn Anh thì nổi tiếng là người rất là kín tiếng, và cháu nghĩ là cái chuyện mà không thông tin cho bố mẹ cũng có lý do. Đặc biệt là rất là sợ khi bố mẹ hỏi tình hình sức khỏe thế nào, chấn thương thế nào. Tuấn Anh thì bị chấn thương từ tương đối sớm, 18 tuổi đã phải mổ đầu gối rồi. Và mặc dù là đã có một cái chế độ chăm sóc rất là tốt, mổ ở Thái rồi sang Pháp, sang Bỉ để tập hồi phục. Nhưng mà trong suốt cái quá trình đấy đến bây giờ 7-8 năm rồi là cứ luôn luôn bị chấn thương như thế thôi. Chú những lần chấn thương rồi nó lại xót con. Nhưng mà quá trình là cũng không dám thổ lộ với con mà thôi, đừng không dám khuyên với con trước mặt là thôi con hãy bỏ nghề bóng đá đi. Và theo nghề khác, bởi vì là có lẽ là nó xác định cho nó là nghề bóng đá là cái nghề máu thịt của nó rồi. Bởi vì con bé nó đi đam mê vậy, xong là rồi thì nó nổi tiếng cũng sớm. Cho nên là đến bây giờ bỏ con mà bỏ bóng đá thì có lẽ là mình cũng không dám nói trước mặt. Ví dụ như bây giờ bố đo nhất là cái chấn thương, hay là con có nghĩ đến sau này ví dụ như là nó sự nghiệp của nó ngắn thì con cũng muốn chuyển đổi nghề gì không? Rồi con có chứ, cái đấy con phải ý thức được chứ. Còn đá bóng, bởi vì bóng đá nó chỉ có ít tuổi thôi, ít năm thôi. Nhưng mà con thích rất là kinh doanh. Nó trả lời vậy, chứ còn thì mình muốn cho nó bỏ bóng đá và đi theo nghề khác đấy. Bởi vì là nhìn thấy con ở trên TV nó ở trên tường xót lắm, bố mẹ này. Không khóc nhưng mà nói vậy xem cảm thấy ăn cơm chẳng ngon đâu.
Ví dụ như nó thông báo chấn thành chấn thương thì không biết kết quả chụp ra sao, nói vậy chứ người chứ mình làm sao mình yên tâm được. Cô với chú nói chuyện với nhau, cô chú có cảm thấy nhiều lúc cảm thấy mệt mỏi và nản? Nản chứ, vì suốt ngày cứ phải nghe cái chuyện chấn thương. Nản, nhiều khi là chú về là hay xem tivi cái chuyện khác thôi, người chứ mà nói chuyện với cô với người khác, nói tới nay thì nói chuyện khác, không nói về chấn thương, không nói bóng đá, kể cả những cái giải mà các bác ra đây kể chuyện thì bảo thôi không nói bóng đá thì nói chuyện khác đi, nghe chưa, nói bóng đá ví dụ như mình nghĩ con mình như vậy xong là cái chấn thương hoài như vậy, nghe chưa, nhiều khi các bác nói nhiều bóng đá mình không thích, thế bảo thôi các bác sang đây uống nước rồi nói cái khác đi, bật từ bóng đá sang bóng đá nước ngoài gì đấy. Thực sự là cháu có thể cảm nhận được cái tình cảm, những cái suy nghĩ của cô chú. Thực ra thì cũng rất là xót con mình, máu thịt của mình. Đúng rồi. Chấn thương rồi đau ốm mà nhiều khi còn giấu mình cơ. Giấu ấy, ít khi nó bảo. Ít rồi. Bởi có một lần nó tình cảm, có một lần là nó hồi nó bé học viện này chứ. Cô chú có một cái kỷ niệm là đi công tác ở thành phố Hồ Chí Minh xong về qua Pleiku thăm con, nghe chưa? Lúc cô chú về cái gì đó ông ấy tiễn ra nhưng mà ông quay mặt ông ấy khóc, như vậy ông nhớ bố mẹ cái hồi nó đi nó bé, nó mới đi được 2 năm mà nó đào tạo 7 năm hồi nó bé lắm, như vậy nên là cô chú lên ô tô thì ông khóc, mình nghĩ vào khiếp, vừa còn thì phải sớm quá mệt, tất nhiên sau này những cái vận động viên thể dục dụng cụ những cái thứ về nghệ thuật định xà bố mẹ từ 5-6-7 tuổi sang Trung Quốc ăn nằm vậy đúng là thật. Thì trước đây là cái hồi nó bé là cứ Tết là chú phải đưa đi. Trong hè về chú lại đưa đi. Còn về thì là xe học viện nó trở về đến Hà Nội thì mình đón ở Ninh Bình thôi. Cái hồi đó vậy. Tức là một năm phải vài lần vào trong đấy, không kể thăm quan. Nếu như được trở lại cái thời điểm năm 2006-2007. Để trở lại thời điểm chú có thay đổi quyết định của mình không? Chú thay đổi quyết định. Nếu quyết định lúc đấy của chú sẽ là gì ạ? Chú định quyết định đấy là chú sẽ thôi chứ phải học sau này thi cán bộ thì mới là làm nghề theo nghề bố là tốt nhất. Theo nghề y, làm bác sĩ ít nhất là chăm sóc được cho mình đã, ít nhất là chăm sóc cho mình, cho gia đình mình, cho dòng họ mình, sau đó là chăm sóc cho xã hội. Hồi nhỏ em cũng không nghĩ nhiều mà mình sẽ theo bóng đá hay theo bác sĩ cả, thì càng lớn rồi tới khi mà được đá bóng rồi được đội 1 thì cũng mới biết là mình xác định thành cầu thủ, và nếu muốn quay trở lại bác sĩ thì nó cũng quá muộn. Và em nghĩ tay của em cũng không hợp để làm bác sĩ, tại nó quá vụng. Đến bây giờ thì chú có cảm thấy hối hận khi mà đồng ý cho Tuấn Anh đi theo nghiệp bóng đá chuyên nghiệp không? Không, đến bây giờ thì chú cũng không hối hận, vì nó cũng cản nó cũng chẳng được. Vì thôi cái đam mê của nó như cơ bản nó cầu vong cho cháu tôi nó khỏe mạnh đấy. Để còn vài năm nữa nó cống hiến cho bóng đá là được, cống hiến cho câu lạc bộ. Cũng không dám khuyên nó là bỏ bóng đá, cho nên cũng động viên khéo con được và thôi cố gắng lần này thì điều trị triệt để như vậy, còn cố gắng giữ cái đôi chân, bởi vì là cũng cầu mong cho con, bởi vì nói vậy nhưng làm sao quá tam ba vẫn được, bởi vì làm sao mãi cái vận đen đeo đám mãi còn được, mình là người tử tế, đá trên sân không gấu không làm sao, thì làm sao mà cứ chấn thương mãi được, hy vọng lần này thì cũng chú nghĩ là có thể là cũng ổn đấy. Mới đây thì Bầu Đức có một cái phát biểu khi mà quay lại sân Pleiku để xem đội thi đấu và thấy Tuấn Anh, Bầu Đức nói là không quan tâm đến kết quả, chỉ cần thấy thằng Tuấn Anh nó ra sân nó đá bóng là mình thấy vui rồi, thì chú nghe thấy câu như thế thì chú cảm thấy như nào? Đúng ý chú, bởi vì chú nói thật thì chú xem bóng đá kể cả đi bóng đá ở nhà, nhưng mà cứ cái trận còn đá thôi xong nó khỏe mạnh nên nó bắt tay mọi người nó cười là mình được rồi, chứ còn mình thua thắng mình cũng không mấy lắm đâu. Thực ra là ông với nhau thì cũng không phải quá bày tỏ gì, nhưng mà em biết bố mẹ con nghĩ về mình, và khi mà hay về quê hay về Tết thì thấy thì bố mẹ cũng chỉ nói với em là không quan trọng con đá được không, nhưng mà nhìn thấy khỏe mạnh là mọi người vui rồi, em cũng thấy vậy là đủ với mình rồi. Cái Tết rồi đấy, chú hỏi thế tình hình con còn đau đớn nhiều không, nó bảo con cũng bảo đỏ hơn rồi, nhưng mà nó chỉ trả lời vậy thôi, nhưng mà nhìn thấy con coi như là sáng dậy tập, nhìn thấy chạy nhảy các thứ thế mình nó không kêu đau đớn,
Nhưng mọi lần về ví dụ nó kêu con đau mình thì mình sốt ruột, như cái Tết vừa rồi là mình không thấy kêu ca gì cả, chạy nhảy tập tành vậy thì cũng là phấn khởi. Mà mong muốn của cô chú thực sự là thường cứ thấy nó yêu bóng đá vậy xuất hiện trên sân cỏ là mình mừng rồi. Thưa quý vị và các bạn, là thực sự là cái vấn đề chấn thương là cái mà chúng tôi cũng luôn luôn lảng tránh khi mà nói chuyện với Tuấn Anh. Bởi vì thực sự là mình cảm thấy nhiều khi mình không còn là một người tử tế nữa khi mà nói chuyện với Tuấn Anh mà lại nói về chấn thương. Bởi vì bạn đấy cũng là một người rất là nhạy cảm. Cháu rất là quan tâm đến một cái hình ảnh. Đấy là cái trận đấu giữa Hoàng Gia Lai và Hải Phòng. Cái trận đấu mà chú cũng đã có mặt ở đó. Chú Lương Bách Chiến, bố của Lương Xuân Trường cũng có mặt ở đó. Và chỉ có đá được khoảng tầm hơn 10 phút thì Tuấn Anh bị chấn thương. Lúc đấy Tuấn Anh đã òa khóc ngay ở trên sân. Và đấy là lần đầu tiên người ta nhìn thấy Tuấn Anh khóc. Chú cái chuyện đấy thì chú liên tưởng đến với câu mà có một cái nhà báo nói là đàn ông khóc nhiều nhất ở trên sân cỏ. Chỉ có sân cỏ mới thấy đàn ông khóc, chứ bình thường thì ít khi thấy đàn ông khóc. Nhưng hôm ấy đúng Tuấn Anh vừa chấn thương xong là vào cái vòng thứ ba gặp Hải Phòng bị chấn thương, chú ngồi trên sân lúc giờ quá tình không sao nổi được. Có một cái thông tin cực kỳ quan trọng, thời gian mà lúc mà Tuấn Anh bị chấn thương thì có 3 cái thời điểm mà anh em phóng viên ghi nhận là Tuấn Anh đã khóc. Một là ngay sau khi bị chấn thương, sau đó là lúc mà vào ngồi cabin, và lúc thứ ba là lúc mà được cõng đi qua đường hầm. Thì có một chi tiết như thế này, thưa quý vị và các bạn, là toàn bộ anh em phóng viên khi mà đã đón cái hình ảnh của Tuấn Anh ở trong đường hầm, thì khi mà Tuấn Anh xuất hiện phát là tất cả anh em đều bỏ máy xuống. Không có ai ghi hình thêm bất cứ một giây hình nào về hình ảnh của Tuấn Anh, bởi vì tất cả anh em lúc đấy đều mong muốn là sẽ không ghi lại những hình ảnh nó quá là buồn của Tuấn Anh nữa, và cũng không muốn là sẽ phát những cái thông tin đấy đến cho mọi người, vì có thể làm cho rất là nhiều người cảm thấy đau lòng và thậm chí là làm cho cô chú có thể bật khóc. Đấy cũng là một cái tình cảm mà anh em phóng viên luôn luôn hướng đến Tuấn Anh, cũng như là các cổ động viên chúng ta đã có một cái thùng hạt giấy rất là to như này. Và có một cái thông tin cực kỳ quan trọng mà chúng tôi đã lấy được từ những đồng đội tập cùng với Tuấn Anh và những người thầy. Họ đã nói rằng là Tuấn Anh bây giờ đang rất tốt, quá trình hồi phục đang rất tốt, hệ thống cơ xương khớp bây giờ đang rất tốt, thậm chí còn tốt hơn cái giai đoạn mà trước khi Tuấn Anh bị chấn thương. Sau một năm em ấy điều trị thì đến thời điểm này thì các cái khối lượng của ban huấn luyện đưa ra thì em đã hoàn thành rất tốt. Cho đến thời điểm này thì các cái cơ địa chẳng hạn như gối về body của Tuấn Anh thì hiện giờ là khoảng cỡ 90-95%. Tôi tin là cậu ấy sẵn sàng cho V-League 2019. Thì phải nói là hàng ngày tôi bảo cậu ấy là người mình bị chấn thương thì luôn luôn lúc nào cũng tập so với những người bình thường thì mình phải cố gắng gấp đôi. Thì cậu ấy hầu như tất cả các cái buổi tập thì cậu ấy đã tham gia tập luyện rất tốt, và cái quan trọng là cái sự mà bình tĩnh tự tin của cậu ấy vẫn còn. Tôi hy vọng thì cậu ấy thi đấu tốt trong cái thời gian tới. Và từ lúc em qua em thấy Tuấn Anh hồi phục rất là tốt, kể về mặt chấn thương, về cả tinh thần. Sau khi qua bên đó thì cái đầu tiên bác sĩ cũng tư vấn về mặt tinh thần trước. Họ cũng làm cho mình thoải mái nhất có thể, đừng đặt nặng quá mình đang bị chấn thương. Tuấn Anh đặt hy vọng rất là nhiều vào cái ca phẫu thuật ở Hàn Quốc, và ca phẫu thuật đó cũng rất là thành công. Và thật sự là Tuấn Anh cũng rất là vui khi được những bác sĩ tốt, và họ hiểu được cái bệnh của mình và họ điều trị bệnh mình đúng cách nhất. Tuấn Anh cũng ráng cố gắng để mình quay trở lại sớm nhất và mình lấy lại những phong độ tốt nhất. Tuấn Anh bước ra sân tập mà không phải lo lắng về chấn thương, mình phải hỗ trợ về bất cứ một điều gì. Tất cả chúng ta đều mong muốn cho Tuấn Anh mạnh khỏe, may mắn, và cùng cầu nguyện để cho những cái vận đen không đeo bám đến Tuấn Anh nữa, để Tuấn Anh có một sự nghiệp nó xứng đáng với tài năng của Tuấn Anh, và cũng là cống hiến nhiều hơn cho người hâm mộ cả nước. Bởi vì nếu không được xem Tuấn Anh thi đấu thì đấy lại là một cái thiệt thòi rất lớn của người hâm mộ. Với tư cách là một người cha, bây giờ chú muốn gửi gắm gì đến Tuấn Anh? Chú có thể nhìn thẳng vào camera, chú có thể nhắn nhủ gì đấy về Tuấn Anh, những điều mà chú luôn luôn giữ ở trong lòng mà chưa bao giờ nói. Chú chỉ nhắn với con là con cố gắng giữ được đôi chân, làm sao con không bị chấn thương nữa, làm sao mọi người thấy con xuất hiện trên sân cỏ. Nếu mà được cống hiến cho cái tốt nhất câu lạc bộ và sau này là cậu được chuyển quốc gia, và đặc biệt là cống hiến cho người hâm mộ những cái pha bóng và đúng cái tài năng của tinh thần con. Một lần nữa chúc con thật thành công và không bao giờ bị chấn thương nữa. Đây là cái điều bố mẹ mong mỏi nhất.
Còn chúng tôi thì luôn luôn chúc cho Tuấn Anh là mạnh khỏe và thành công hơn nữa. Một mặt là để em có được những cái thành công cho bản thân mình, và điều quan trọng hơn là bù đắp cho bố, cho mẹ, cho người hâm mộ cả nước. Và đây cũng là điều mà tôi tin là người hâm mộ cả nước, giới chuyên môn của chúng ta luôn luôn cầu chúc cho Tuấn Anh. Một lần nữa xin được cảm ơn chú Dung vì những câu chuyện rất là hay về Tuấn Anh, để cho mọi người hiểu hơn về Tuấn Anh. Và chúng tôi cũng xin được cảm ơn bấtđộngsản.com.vn đã giúp chúng tôi thực hiện chương trình này. Bố mẹ em cũng ngay từ nhỏ cũng dạy em kiểu như nào mà nề nếp trong sinh hoạt, à, như thế nào là tốt, như thế nào là xấu. Nhưng mà em là người rất gọi, mình bác gọi là Thảo. Bố em là một người em nghĩ chăm chỉ. Ngôi nhà thì đó cũng chính là quê hương của em, và dù có đi đâu xa hay gì thì hay mình có gặp khó khăn gì thì mình cũng biết có một nơi để mình để quay về, về với ngôi nhà, về với ba mẹ. Lúc nào kể cả khi mình gặp khó khăn gì thì cũng có ba mẹ luôn sẵn sàng giúp đỡ mình. Đấy, đôi khi nó không cần phải nói nhiều nhưng mà mình chỉ biết là mình có nơi để quay về. Lớn nhất của em không quên con cũng đã em trở thành người tốt hơn.